Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu laptop thương hiệu tương đối là xa lạ đối với cả người Việt Nam. Tuy nhiên là trên thế giới thì cái thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng rồi. Đó chính là thương hiệu Fujitsu. Và cái mẫu laptop mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay nó có tên đó là Fujitsu E734. Và nếu mà các bạn nhìn cái hình này thì chắc là bạn sẽ liên tưởng ngay đến những mẫu laptop Dell mà mình đã review rất nhiều ở trên kênh Dương Dê rồi, đúng không nào? Mẫu laptop Fujitsu này nó cũng có thể lật được 180 độ như này. Và hiện tại nó đang được bán tại Tín Phát Laptop với mức giá là 6.290.000 đồng. Và nếu các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê, mua bất kỳ mẫu laptop nào, không chỉ riêng gì mẫu laptop này, các bạn chỉ cần gọi điện đến, các bạn nói rằng là em mua hàng qua kênh Dương Dê, hoặc là mua hàng online, các bạn nhập mã Dương Dê 300, mặc định các bạn sẽ được giảm giá 300.000 đồng trừ thẳng trực tiếp vào giá của sản phẩm luôn. Nghĩa là giá cuối nó sẽ còn là 5.990.000 đồng. Vậy thì với mức giá là dưới 6 triệu, sản phẩm này nó có điểm gì đặc biệt ngoài mỗi cái việc lật xoay này ra, thì mình cũng nói luôn đấy là sản phẩm này là một sản phẩm cực kỳ bền và nó đã được minh chứng trên thế giới rồi. Anh Tuấn ở bên Tín Phát Laptop có nhắn tin với mình là bán những sản phẩm này rất là thích, bởi vì sao? Bởi vì là gần như chả bao giờ phải lo đến chuyện bảo hành cho khách cả đấy. Còn tất nhiên các bạn vẫn sẽ được hưởng những chính sách như kiểu là bảo hành trọn đời hay là có nguyên bản quyền cho cái mẫu laptop này rồi. Và cái nguồn gốc nhập thì anh Tuấn ở bên Tín Phát Laptop cũng chia sẻ với mình luôn, đấy là nhập khẩu trực tiếp từ bên châu Âu. Và mình cũng nói luôn, đây là cái hàng thanh lý ở bên châu Âu, họ thanh lý về thì anh Tuấn anh nhập được một lô về, và số lượng thì chắc chắn là cũng sẽ có hạn thôi. Và cái cấu hình thì ở mức độ mình đánh giá là cơ bản ở trong cái tầm giá khoảng dưới 6 triệu như này, chúng ta sẽ được Core i5 thế hệ thứ tư, Core i5 4300M, có ED120GB và sẽ có RAM là 4GB. Tất nhiên chúng ta sẽ nâng cấp cái RAM lên RAM 8 thoải mái luôn, bằng việc chúng ta chỉ thêm khoảng mấy trăm nghìn thôi, hoặc các bạn tiết kiệm bằng cái việc là các bạn sử dụng cái mã Dương Dê 300 đó vào cái việc nâng cấp cái RAM lên. Đấy, sử dụng cái số tiền tiết kiệm được khoảng 300.000 đó, các bạn nâng cấp cái RAM lên cho nó thoải mái. Rồi, cái mẫu laptop này thì cái thiết kế của nó thì toàn là nhôm hết các bạn nhé. Chất liệu rất ổn nhé, nhôm này. Đấy, nhôm, kim loại hết này. Đấy, và ở bên trong này thì nó có thêm những cái đường màu đỏ ở chỗ cái cụm bàn phím này, cũng như là có những đường màu đỏ ở đây này. Đấy, để giúp cho cái chiếc máy của ta nó có điểm nhấn hơn. Đấy. Và bây giờ thì admin Kha sẽ nói chi tiết hơn về cái mẫu laptop này. Ở đây như mình nhìn là có cả loa kép nữa này. Đấy, màn hình thì là màn hình chống chói luôn nhé các bạn nhé. Và các cái cổng kết nối ở đây thì mình nhìn là rất là đầy đủ luôn, nó tương đối là tươm tất. À, hơi đáng tiếc là không cổng Type-C, vì cái mẫu này nó cũng đã ra đời cũng lâu rồi, không có cổng Type-C. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi, dưới 6 triệu cho một cái mẫu laptop mình nghĩ là phục vụ cho các cái nhu cầu văn phòng cơ bản là rất hợp lý bây giờ. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá của mình với lại cái chiếc laptop Fujitsu E734. Đây là một mẫu laptop chuyên dành cho những doanh nghiệp họ mua về theo lô đó các bạn à, để họ trang bị cho những cái văn phòng của họ với số lượng rất lớn, thường đến vài cả trăm đến cả nghìn máy cơ. Thì đối với lại một chiếc laptop như thế này, hãng Fujitsu thì các bạn đã rất là kiểu quen thuộc rồi đúng không nào? Nổi tiếng với lại những cái chất lượng sản phẩm rất là bền. Và rõ ràng thì cái chiếc laptop này nó cũng sẽ không phải là ngoại lệ trong cái danh sách đó. Đây là một mẫu laptop rất là bền và được công ty Siemens, đây là một công ty mà chuyên sản xuất những đồ điện tử rất là nổi tiếng ở Đức và kể cả là thế giới luôn. Đó, thì họ mua về và sau đó thì bây giờ họ không cần nữa, họ lại thanh lý cho bên laptop tiếng Pháp. Đây là hàng của châu Âu các bạn nhé. Cho nên các bạn phải hiểu rằng là để mà có thể xuất được sang những cái thị trường khó tính như là Mỹ và châu Âu ấy, nó phải yêu cầu một cái gì đó rất là khắc nghiệt. Sử dụng trong vòng một khoảng thời gian khá dài rồi thì mình thấy rằng là chiếc máy này thật sự nó rất là bền các bạn à. Nó bền ở chỗ trong quá trình mà mình sử dụng, mình có làm rơi hai lần nhưng mà nó chỉ rớt cái ô đĩa này ra thôi các bạn à. Đây là một chiếc máy tính cũ các bạn nhé. Thì nó cần có cái lẫy để mình phải tháo cái ô đĩa này ra. Nó hơi cứng một tí, nó hơi khó khăn một tí tại vì mình chỉ có một tay thôi. Nhưng mà cơ bản thì nó rất là bền. Khi mà rơi vỡ như thế này thì rơi rớt như thế này mình vẫn có thể sử dụng rất là bình thường. Con này thì vỏ của nó sẽ được hoàn thiện từ nhôm. Tổng thể thì mình thấy rằng là cái thiết kế của nó rất là sang trọng. Ở vị trí màn đây thì chúng ta sẽ có một cái logo hình kiểu sao ta, hình xoắn ốc hoặc là dạng vô cực như thế này. Đó. Thì trông nó rất là đặc trưng, nhìn nó giống như con rắn vậy. Và điều này nó cũng sẽ giúp cho cái chiếc laptop này trông nó có vẻ là tinh tế và tối giản hơn. Nó chỉ có một cái chi tiết duy nhất như thế này thôi. Trọng lượng của con này thì nó cũng rất là nhẹ thôi, với là khoảng 1.68kg. Đây là một trọng lượng nhìn chung thì mình có thể là đó, cầm bằng một tay rất là bình thường, thoải mái và cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Kích thước màn hình của con này sẽ có đó chính là 13.3 inch và đi kèm với độ phân giải HD, sử dụng tấm nền đó chính là LED.
tấm nền LED này thì nó cũng sẽ na ná với lại cái tấm nền của TN vậy các bạn à. Tại vì cái góc nhìn của nó không thật sự rộng, và trong phân khúc giá này chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng thì chúng ta không thể nào yêu cầu đòi hỏi hơn được. Kể thậm chí là khi mà các bạn đã trừ đi cái mã Dương dây 300 rồi thì con này nó còn dưới 6 triệu cơ. Rất là rẻ luôn cho một mẫu laptop văn phòng như thế này. Nên thành ra thì mình cũng không thể nào yêu cầu là cái chất lượng hiển thị của nó phải thật sự sắc nét. Và trong phân khúc giá này mình thấy rất nhiều, mình đã trải nghiệm rất nhiều với những dòng laptop HP hoặc là Dell trong phân khúc giá này rồi, thì mình thấy rằng là đây là một cái chất lượng nó tương đương, chứ cũng không hẳn là hơn hoặc là kém so với lại đối thủ. Về cái phần cấu hình thì con này nó lại là một cái điểm gì đó mình thấy nó cũng rất tốt so với tầm giá. Thật ra thì với con chip Core i5-4300M được trang bị trên cái chiếc laptop này thì nhìn chung nó vẫn có thể đáp ứng đủ những cái tác vụ văn phòng ở thời điểm hiện tại. Lướt Facebook, xem YouTube, xem phim thì rất là thoải mái luôn. Nhưng mà nếu mà xét về những cái tác vụ nặng đối với những bạn nào mà vọc vạch Photoshop tới xem thì điều này nó sẽ hơi khó khăn một tí, nó sẽ bị delay khá là nhiều. Và trong quá trình mình sử dụng thì mình thấy rằng là những tác vụ này nó không thật sự là phù hợp cho cái mức cấu hình của cái chiếc laptop này ở thời điểm hiện tại. RAM của con này sẽ có đó chính là 4GB và bộ nhớ SSD là 120GB. Đây là mức cấu hình tối thiểu. Nào, còn về option bộ nhớ thì đây là một option tối thiểu các bạn nhé. Cho nên là mình cũng không thể nào yêu cầu hơn được. Về phần bàn phím thì chúng ta sẽ có là một cái dạng bàn phím, tại vì đây là nó xuất theo thị trường châu Âu cho nên kiểu bàn phím của nó sẽ bị thay đổi một số chỗ. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái phím A thay vì nó nằm ở cái hàng phím cơ sở thì nó đã chuyển lên cái hàng phím trên rồi. Đó, thì một số cái vị trí phím ở đây nó sẽ bị thay đổi ít nhiều, cho nên là khi các bạn mua cái chiếc laptop này các bạn cũng nên để ý một tí. Đó, cũng cần phải làm quen. Đây là một điểm mà mình thấy rằng là hơi khó khăn cho những người mà lúc đầu mới trải nghiệm cái chiếc laptop đến từ thị trường châu Âu như thế này. Bàn phím thì hành trình của nó vẫn là rất sâu, rất tốt các bạn nhé. Con này thì nó thật ra nó cũng không quá mỏng đâu, cho nên là hành trình phím như thế này là nhìn chung nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác gõ tốt hơn. Còn về phản hồi thì rất là nhanh nhạy rồi. Riêng về cái phần touchpad thì mình lại không ưng ý cho lắm, tại vì nó đi theo một cái dạng trơn nhưng mà nó khá là rít trong quá trình mà mình sử dụng ấy. Lỡ mà ra mồ hôi một tí là nó rít ngay, rất là khó luôn. Đây là một điểm mà mình nghĩ rằng là các bạn nên sử dụng chuột của bên laptop tiếng Pháp tặng hơn là sử dụng cái touchpad như này. Thứ nhất là nó cũng sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm với chuột nó mượt mà hơn. Cái thứ hai đó chính là nó đỡ bị khó chịu, vuốt mà nó rít là khó chịu lắm, thật sự là như thế. Về phần loa của con này thì nó sẽ được thiết kế theo cái dạng là ở mặt trước đây. Đây, ở mặt trước này các bạn sẽ thấy này. Ở mặt trước này thì nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh trực tiếp, nhưng mà nó sẽ đúng hơn nếu như là nó có một cái chất lượng âm thanh tốt, chứ còn về con này thì nó cũng chỉ dừng lại là đủ nghe thôi. Chứ còn theo như mình thấy thì để nghe nhạc thì nó không thật sự là phù hợp cho lắm. Pin của con này cũng là một điểm mà được xem như là điểm nhấn trong phân khúc giá này, khi mà nó có thể là trụ lên tới gần 6 tiếng đồng hồ. Đây là mức khá là ấn tượng trong phân khúc giá này cho một chiếc laptop cũ được ra mắt khá lâu rồi. Các bạn phải biết rằng là đối với cái thế hệ mà Core i5 đời 4 ấy, thì nó ra mắt cách đây cũng đã gần 6-7 năm rồi đúng không nào? Cho nên là nhìn chung đây là một cái mức pin tính đến thời điểm hiện tại nó chai khá là ít và vẫn đủ để chúng ta có thể trải nghiệm một cách rất là thoải mái. Chưa kể là bên laptop tiếng Pháp sẽ bảo hành cho các bạn là trọn đời luôn, cho nên là việc bị chai pin trên cái chiếc laptop này là rất khó. Thấy chai pin pin yếu một cái là thay ngay, thay miễn phí nữa thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không nào? Và bên laptop tiếng Pháp cũng đã chia sẻ với mình rằng là cái con laptop này ấy, bán rất là sướng, tại vì nó bền, cực kỳ bền, cho nên về cái vấn đề bảo hành ấy, thật sự rằng là bên laptop tiếng Pháp họ rất là khỏe luôn. Gần như là bán con này một phát là đi luôn chứ không có bao giờ quay lại cả. Rồi, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc laptop Fujitsu E734 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.